Ok, hôm nay thì mình tiếp tục đến bài lớp từ 11 cho đến 15 nhé. Ok, từ lớp 11 đến 15. Rồi ok, bài lớp 11. Thì cái này thì anh làm thì anh cũng sẽ hướng dẫn sơ qua thôi nha, chứ mình không có đủ thời gian để làm đi theo làm từng cái một á, thì mình không có đủ thời gian, nên là anh sẽ hướng dẫn sơ qua rồi xem các bạn có lưu ý ở chỗ nào thì mình làm thôi nha, chứ không có làm cốt từ đầu giống như những cái bài đầu tiên. Rồi ok, bài này thì làm về giỏ hòn nhé. Ok, bây giờ chúng ta có thể thêm order chức nên ta còn thiếu đây là xóa cọc. Ok, chắc là từ bài lớp 10 là có tính năng là thêm order rồi. Bây giờ mình thiếu xóa cọc thì chắc mình cũng làm tương tự giống như bài trước thôi. Mình viết một bài để xóa thôi, delete thôi. Delete thì dùng dùng cái method delete thôi là được không? Ok, đây, delete là sẽ viết như này, destroy. Quên điều kiện là xong thôi. Rồi ok, ta sẽ thực hiện ngay khi nó sau khi thực hiện tính năng edit. Vì thế ok. Hiện tại cọc đó các bạn sẽ bảo tất cả các mặt hàng trong giỏ hàng. Và để chúng ta có thể sử dụng trick cọc. Phương thức set product để truyền hình trên người đó. Mình trở về cái coi suit. Rồi ok. Code này là làm gì đây? Post order thì sẽ get cái cọc. Sau đó ok trả về cái bộ đó. Ok tiền mình áp suất đơn không, ok bài này hướng dẫn ha. Tiền mình áp suất rồi ok, thì bài này hướng dẫn thì bọn em làm được, cũng có thể lên đây để xem nha. Nó cứ hướng dẫn đi theo luôn là code đây này, code theo từng từng cái đường dài mọi người ta xem để mình tham khảo nhé. Rồi ok, để anh xem ra cái này. Đọc cái đâu ra ta. Sợ. Rồi ok thì anh xem qua một tí nha, thì cái bài này về cơ bản thì mình vẫn viết giống như những cái bài trước thôi, vẫn viết để query dữ liệu trong database rồi lấy dữ liệu ra rồi xử lý thôi. Cái function xóa đúng không? Ok, function xóa xem xóa shop yeah. Ok, vì function xóa này xóa product này thì mình sẽ red.user, cái là user được lưu ở từ đầu bài nha. Cái red.user này nó được lưu từ đầu cái project luôn, chính là từ chỗ này. Đây, chính là từ chỗ này. Đấy. Thì nó đã có ngay từ đầu luôn là red. Red.user bằng user này. Đấy. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái biến cái biến request này nó đã chứa cái user trong này luôn rồi.
Cái user này chính là cái model user đấy. Rồi ok, khi để mà xóa nó thì là mình delete thôi, là cái chấm user, cái cộng này. Rồi sau đó mình tìm bàn cái ID muốn xóa, sau đó mình destroy thôi, xóa nó đi là được. Rồi ok, xóa xong thì mình chuyển về cọp vậy thôi. Đấy, thì ok, function xóa thì chỉ biết như thế này thôi. Rồi ok. Tìm và nộp xuất đơn hàng, nó sẽ check out. Ok, tìm và nộp xuất đơn hàng nghĩa là check out. Ok, mình sẽ mở cái phần check out. Check out. Check là cái này đúng không? Post order để check out. Mình không thể xem được rồi. Tìm nó. Nó sẽ những cái tên không. Get order. Ok, ok, cái này thì hình như là nó để mình xóa cái check out rồi dùng cái get order để lấy dữ liệu về thôi. Chứ không phải là giống như check out bài trước, nó remove cái đây là được. Rồi, ok, cái bài này thì có hướng dẫn, em phải tham khảo đây để làm nha. Nó cứ hướng dẫn đi theo từng cái luôn đó. Thì mình có thể tham khảo đây để code nha. Đây, thì mình sẽ làm theo đúng ý của Phật hóa này. Vừa là có code mẫu ở trên cái trang Udemy đó, mình lấy nó mình check nha. Nó có code, người ta đã có sẵn cho mình đấy, mình xem để tham khảo nhé. Ok, bài này thì nghĩ cũng không có gì khó. Mình nếu mà tới đoạn là mình làm không được thì mình sẽ lên cái video để xem nhé, để tham khảo từng cái mộc nhé. Rồi ok, qua tiếp cái phần tiếp theo. Ok, bài này mình học về Mongo à, lớp 11 12 Mongo đúng không? Ok. Đây. Sản phẩm. Ok, thì cái Mongo đó thì là nó là một cái database không có không có liên kết nhé, không không liên kết, có nghĩa là nó chỉ là cái dữ liệu của nó đó là gồm các document và mối quan hệ giữa các cái đó thì thường thường là không có, nhưng mình có thể xét cái mối quan hệ đó bằng code để cho nó có quan hệ với nhau. Rồi ok, thì Mongo thì đây bọn em phải, thứ nhất là phải cài cái Mongo lên, giống như là cái bài trước là mình dùng MySQL đúng không, thì mình phải cài MySQL. Bài này mình có thể mình bắt buộc phải cài Mongo lên. Thì với Mongo thì mình cài, ví dụ mình gõ là Mongo Windows thôi đấy, là mình sẽ cài cái Mongo này lên. Thì khi mà cài lên mà server nó chạy thành công rồi đó thì mình phải dùng một phần mềm tên này, em có thể tải phần mềm tên là Robobate này, và mình connect vào database để xem thế là nó ra đúng chưa, là để mình test xem là mấy cái connection string của mình đó, vào Mongo đó đúng chưa. Đấy là cái robot robot nó sử dụng giống như cái workbench này, đấy hai cái này là để dùng cho hai cái database khác nhau, cái đây dùng cho MySQL này, còn cái này sử dụng cho Mongo. Rồi khi bạn tải về xong và cài đặt thành công và run nó lên nó thì nó sẽ chạy được ở cái ở máy local của mình, đấy chính là database trong cái máy tính của mình đấy. Và sau đó mình có thể connect bằng cái connect string của cái thằng Mongo thì nó cũng sẽ có cú pháp tương tự giống như cái này thôi. Bài này mình xin Mongo đây luôn à. Ok. Rồi ok, bài này nó sử dụng cái thư viện là Mongo nhé. Thì mình xem cái thư viện nó là gì. Mongo MDN. Đây, đây là thư viện này. Thì mình có thể lên cái document của mình nó ra xem nha, cái đây để xem là nó có những function gì và có những cái connection như thế nào. Ok, đây cài đặt bỏ vào. Ok, cái connection string của nó sẽ có dạng như nha, là MongoDB 2.xxlocal bộ của thường nó chạy là bộ 27017 đấy. Đây là nếu mà không có bắt buộc thì nó sẽ còn lấy cái này, còn nếu có bắt buộc có user thì mình sẽ thêm bắt buộc và user vào nhé thì nó còn lấy. Rồi ok, tiếp theo là cái phần connect là định nha. Thì em tạo một file database.jsx này với cú pháp này.
và phải thay cái dấu ba chấm này thành cái connection string nãy nói đó, vì là Mongo localhost bao nhiêu này đấy là chính là cái này, nó giống như thằng MySQL thôi. Rồi ok, sao đó cái này thì mình copy vô thôi để bỏ cho là được rồi. Ok, và này như chỉ là cơ bản thôi, connect DB rồi sau đó là tạo cái mô đồ product rồi sau đó lưu thông tin vào thôi. Thì dưới này nó không có hướng dẫn nha. Bài này là ok hoàn thành lab, lưu ý trong video xem ai sẽ việc rất nhiều đề bài. Rồi ok, bài này thì mình sẽ cũng sẽ viết có cái API giống như cái bài trước, nhưng mà mình sẽ tương tác với Mongo. Đấy là giống như cái bài này, giống như cái bài lúc trước mà tạo cái mô đồ product đó, nhưng mà thay vì sử dụng MySQL bây giờ mình sẽ sử dụng là Mongo. Thì cái logic của nó đó thì bọn em có thể lái lại nha. Logic thì mình lấy lái lại cái bài khác. Mình chỉ chỉnh sửa cái phần connect xuống database với lại là update, với lại là lưu xuống lưu lưu dữ liệu xuống cái lưu dữ liệu xuống xuống database bằng cái Mongo bằng thư viện này thôi. Chứ còn lại là sẽ tương tự nha, cái logic thì sẽ giống. Đấy, thì giống như là đây nó sẽ có phần update qua này, insert này, đấy, để lái là để insert quanh này sẽ là thêm một record vào database. Còn cái phần fetch on này là mình sẽ dùng hàm file. Còn cái muốn tìm LD thì dùng file by ID nha. Đây. Mình có thể tham khảo cách sử dụng nó trong cái trò này. Ok. Xin lỗi mắc đây. Đây, đây. Đây thì file này thì ở đây có cú pháp này giờ file tìm tất cả document này thì mình sẽ await collection, ví dụ collection của mình là tên là product thì sẽ product.file, còn query mình không truyền như thế và mình tua rồi thì là nó sẽ ra cái array dữ liệu của mình thôi, hoặc là mình tìm mấy cái điều kiện kèm theo điều kiện gì đó thì là sẽ bỏ điều kiện vào trong cái object này đấy. Rồi update thì cũng tương tự như thế nhé. Ok, update thì cũng tương tự như thế, thì update thì cái object thứ nhất đó chính là cái where, và object thứ hai mà sao cái chữ dollar set này sẽ là cập nhật cái dữ liệu đó. Ví dụ ý nghĩa của cái này là update một điều cầu thôi, cái điều cầu đầu tiên để tìm thấy khi cái điều kiện là i bằng 3 mình sẽ set là b bằng 1 ở trong cái mô đồ của cái thang collection này đấy. Rồi remove thì mình sẽ đi dùng hàm delete many hay là delete thường cũng được đấy. Thì đây là mấy cái function giống như cũng tương tự giống như bên MySQL thôi, nhưng mà cái cú pháp nó sẽ có, nhưng mình phải chìm đúng cú pháp của nó là sẽ được thôi. Bài này thì cũng có cái video để tham khảo nha. Thì mình phải có thể ví dụ bọn em có không ra mình sẽ xem cái video và làm theo nhé. Ok, bài này thì về cơ bản cũng giống như thế thôi. Quan trọng nhất là mình cài được Mongo này. Và mình phải connection string phải đúng cái connection URL đó. Cái này này, cái chỗ này này. Đấy. Mình phải để cho đúng. Ví dụ mình khi mình setup đó, mình có bắt buộc á. Mình có nhập bắt buộc á thì mình phải nhớ nhớ lưu kỹ cái bắt buộc đó là gì. Đấy. Ví dụ cái cuộc để là cái chữ đó mình phải lưu lại để biết để sau này mà dùng. Tiếp theo mình lại cuối mình cài mà nó bị lỗi hết đó, ví dụ connection string connection nó bị lỗi đó thì mình có thể là xóa cái MongoDB để mình cài lại để mình nhập đúng cái bắt buộc và mình nhắm cái thông số của nó. Thông số quan trọng nhất là user và bắt buộc nhé. Còn cái localhost với lại cái bọt thì sẽ giống nhau nha. Rồi ok. Ok, một Hoàng hỏi là từ lát bãi ra đi thì mình đều làm hai phần là back end front end đúng không? Thì hình như sẽ là đúng đấy. Mấy cái bài này sẽ đều là làm Node.js với là React sau từ lát bãi ra đi. Ok, tiếp tục thì bài này cũng cũng sẽ như vậy thôi nha. Ok, em hỏi bài statement 2 đúng không? Bài statement 2 thì em có thể lên admin để hỏi nha. Chứ nội dung hôm nay thì mình không có làm bài đó. Có thể là sau khi hết cái phần lab thì anh sẽ chuyển qua làm hướng dẫn làm assignment 2. Rồi ok, em có thể lên admin tờ để hỏi nhé. Rồi ok, cấp về cái phần này thì là cũng tương tự nhé. Đấy, mình quan trọng là mình phải xem cái thư viện này nó sử dụng như thế nào và cái cú pháp như thế nào. Đấy, mình để đúng bao nhiêu cú pháp của nó là được nhé. Rồi ok, đó. Phần này có hai cái lưu ý. Thứ nhất là phải tạo được cái server Mongo đúng và cái tạo một connection string đúng bằng cách là mình có thể dùng cái RoboBT này để mình test cái connection nó đúng hay không. Nếu nó connect thành công và nó load được đấy thì những cái thông số mình đưa vào là đúng, thì khi đó mình sẽ đưa vào trong code nằm chỗ này là được. Còn về sau đó mấy cái mà tương tác Mongo đó, thì mình có thể tham khảo cái document của mình của nó ở cái trong này đấy để mình có thể xem. Thì mình gọi là MongoDB npm sau đó vào trong chủ đó thôi.
Ok, đòi em bạn biết em hỏi luôn đi. Cho em hỏi là cái em có thể xem một hình được không anh? Kiểu như là Ok, em em share đi. anh mới nghĩ em xíu rồi nói vậy đó. Là như này. Anh thấy không? Tức là em đang bị có một câu hỏi là câu tìm kiếm theo dân khu vực ở anh. Thì cái câu hỏi đầu tiên của em là mình tìm kiếm là theo cái field nào anh? Là cái hàng read art hay hàng update art? Em tại tại vì thông theo truyền thông số là cái khoảng từ ngày 9 tháng 3 như này thì em không biết sử dụng cái field nào để check điều kiện anh. Thì mình check điều kiện cái trong cái thằng này là như nào, database như nào anh. Dạ. Câu hỏi em là vậy anh. Em mở lại cái UI đi. Cái UI. Trời, Rồi em làm ok, chết cái được. UI em giờ giao diện đấy, mở lại giao diện đi. Em chỉ cần cái điều kiện trong cái thôi chứ em Em mở lại giao diện đi. Ừ. cái mua cùng bát à. Không, em mở lại UI đó là cái giao diện đó, cái bài mà yêu cầu ấy, cái À đây rồi ok xin mở cho đây đây. rồi. Em đọc đi, Dạ cái đây thì là là thời gian muốn ở đúng không? dạ đúng đúng. Bây giờ cái thời gian muốn ở là em lưu ở đâu? Hiện tại em đang không Dạ. lưu đúng không? Thời gian muốn ở thì em đang em đang chưa muốn luôn, em đang muốn bắt cái hàng này em muốn đáng chết cái điều kiện này nhưng mà em chưa biết cái field nào để em chết á. Rồi Dạ, rồi chưa thì biết field nào để anh em nghe câu hỏi bên này, chết. cái mà cái thời gian mở đó hiện tại em đang chưa có lưu chỗ nào hay đúng không? Không, thời gian mà đúng rồi, thời gian mà hiện tại em chưa Rồi luôn. vậy thì theo em thì nó nằm ở chỗ nào, nếu mà đúng thì nó sẽ nằm ở đâu? Cái thời gian mở trong năm go anh hay là Đúng rồi, thời gian ở của một cái phòng đó thì em đang lưu ở đâu? đang lưu trong Mongo anh, Mongo Ý là lưu ở bản nào ấy? bản bản room là bản đang room đây. Bạn rum làm gì có thời gian ở trong đó em, Có làm một có cái read art cái hai cái đó là liên quan đến cái record của cái đó, nó không có liên quan gì tới cái dữ liệu của mình, với đấy là nó không liên quan đến logic của dữ liệu của mình, nó có chỉ liên quan đến cái record thôi, là record nó được tạo tại thời điểm nào và được update tại thời điểm nào. Còn cái mà đang nói đó là thời gian ở mà, nó đâu có liên quan gì hai cái thời điểm đâu, hiểu không? Ủa vậy thì Vậy thì em thêm giờ lấy cái nào đấy, câu nghĩ hỏi đó là thế, là thêm lấy ở em đâu? giờ em lấy nào em Rồi cũng ok, bài này có một cái gọi là cái transaction đúng không? Là không lưu những cái phòng mà đã được đạt rồi biết. đúng không? Dạ Thì trong đúng cái transaction đó có lưu thời gian ở là từ khoảng thời gian nào đến khoảng rồi. thời gian nào đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ cái search của em đó là em sẽ check là nó có nằm trong transaction hay không. Cái phòng đó đã được book chưa? Nếu mà được book rồi đó thì em không có trả nó về. Alo. Tức là tạo một cái hàng một cái collection, một cái hàng collection là luôn tất cả cái này xong mình Đúng dựa rồi. vào cái này để mình chết đúng không Đúng rồi, thì cái bài này anh? nó có cái bút phàm mà em phải làm ở trên trước, rồi có bút phàm trước, bút phàm trên sinh nó được xuống này, vui làm cái này với anh ta Em đấy, cũng chỉ tưởng cần em nghiệm tưởng tại đó là em không có em tưởng bắt khả cái hàng rung ok đấy, thì cái bài này là mình sẽ dựa trên cái sensation dạ. nha để check. Thì cái này làm hơi khó đó chứ không phải dễ đâu, thì em cứ làm thử, nghĩa là mình phải lọc ra những cái phàm nào còn trống và sau đó mình trả về là được. Em cảm Và cái ơn phàm đó thì nếu trống đó, thì là nó anh. sẽ là transition, cái thời gian nó sẽ nằm ở, không nằm ở chính giữa khoảng thời gian mà mình muốn tìm kiếm Vâng. Dạ đấy, cái logic là thế. Thì em có thể code thử thì được không? dạ, đang kiểm tra lại. Đúng rồi. Rồi ok em, tiếp theo là Hòa hỏi tên bài lớp 15 hỏi session cookie. Ok em chưa tạo nhé. Ok, bài tiếp theo là bài lab. Cái này mà lắp mình mong ok định qua phần này nhé. Rồi qua bài này mình sẽ vào lắp 13 để lưu trữ user, tạo user trong cơ sở dữ liệu. Rồi ok bài lắp 13. Ok thì đấy, thì như nãy nói đó, cái phần này thì là tương tự giống như bên kia nha, mà em chưa hành sửa lại cái đoạn code mà update vào DB đó. Thì đây nè, sẽ db.collection name.update. Thì cái nãy nó là cái collection đó, cái này, cái away collection này, thì cái collection đó chính là database.collection user nha. Cái user này em sẽ define trong cái model đấy, thì cái chữ user này sẽ là tương ứng với cái bảng ở trong Mongo đấy, là chính là cái user của X này. Đấy. Thì là đây thì mấy function này thì mình cập ấy là mình sửa lại thôi,
Dù trước dùng SQLite thì là cái cao query nó sẽ khó, còn bây giờ khi sử dụng cái Mongo thì nó sẽ khó. Mình chỉ là đưa get collection, cái đó là để get đúng cái collection. Rồi sau thì mấy cái thao tác thì mình có thể tham khảo bên nào để có thể tiến hành sửa lại theo đúng cái code Mongo là được. Bài này cũng có hướng dẫn nha, tụi em có thể xem vào trong này để xem nhé. Rồi, ok, bài này anh nghĩ chắc cũng cũng giống như bài trước ha, chủ yếu là mấy cái phần query đó thì phải xem trong này nhé đấy, xem cú pháp của nó này để biết. Và mỗi lần khi mình nó chạy qua đó mình phải check trong DB xem nó được cập nhật hay không nha. Ví dụ đoạn code này là update cái ID này, set cái cọt của bạn cái thằng này. Thì mình khi mình chạy cái API này xong á thì mình vào DB user mình xem thấy là cái dữ liệu cọt này nó được cập nhật hay chưa, đánh cho nó đúng. Nghĩa là trong database nó đúng đúng rồi thì là được. Rồi bài này thì cũng cũng sẽ tương tự nha, bài này cũng có hướng dẫn này, bạn không không làm được thì lên đi xem hướng dẫn nha, video có code sẵn luôn nhé. Rồi, ok. Bạn đây là tìm mình học Mongo là gì? Ok, xóa rồi, ok. Bạn này thì hiểu rồi. Ok, thôi. Ok, bài lát tiếp theo đó là nó sẽ thay đổi thư viện. Thì là bỏ comment vào là ok, thì mấy cái này là giống như hiểu. Ủa, đây là miếng. Đâu có hướng dẫn làm gì đâu. Ok. Cái này thì là mình sửa lại code của mấy cái controller là product là sửa product nhé. Thì thay bằng cái Mongo thôi, giống như cái bài lúc trước thôi. Mình cái mấy router thì vẫn như nguyên, mình sẽ sửa lại cái đoạn code update database thôi. Thì giống như bài hôm trước nha. Rồi bài này cũng có hướng dẫn thì bạn có thể vào để xem nhé. Rồi xóa sản phẩm, chắc cái này cũng tương tự thôi, xóa thì dùng destroy đây thôi. Đây, delete đây, mình có thể delete one ha. Cái này file and up, cái method của nó này. File ID and remove, đấy là để xóa này. Rồi mình xóa thôi. Rồi, cái này có hướng dẫn nha. Thì có các code mẫu thì bạn có thể tham khảo ở đây nhé. Rồi, ok, cái này tiếp tục là hình như hợp đấy cái MongoC nhé. Thì anh này nó có mấy cái video hướng dẫn, mình phải xem mấy video hướng dẫn để họ làm cách họ làm như nào nhé. Cách tạo quan hệ này đấy. Rồi thì đấy, có mấy video này, làm việc với họ như đấy, mình phải xem qua trước nha, để rồi mình nó xuống làm lab nha. Chứ còn không phải là đùng một phát vào làm là được đâu. Phải xem qua những cái bài đó. Rồi, ok, tiếp tục sẽ là... Ok, bài này nó sử dụng cái thư viện MongoC nhé. Thì cái thư viện MongoDB đó hình như là nó sẽ không có con model và nó không đi không define model ấy, thì mình phải tự là select cái collection ở trong DB đó để mình làm. Đấy, ví dụ đây này, đấy collection là bằng get collection này, đấy là mình truyền thẳng cái này vào. Còn cái thư viện tiếp theo đó là cái thư viện MongoC, thì MongoC nó sẽ cho mình define có cái model, ví dụ như là không có đâu. Đây. Thì cái tiếp theo thì là cái MongoC này nó sẽ có để cho mình define hết cả model. Thì đây cái schema này, đây đây mình define có một cái model này thì nó sẽ gồm những cái thông tin này. Thì ví dụ có title là string này, author là string này, body là string này, đấy comment này, đấy đây là object, đây là array của cái object bên trong, nó cho mình define kiểu nó luôn, nghĩa là nó sẽ define là cái comment này, array là gồm nhiều comment, mà mỗi comment thì là một object có cái body với cái đây đấy, thì nó có thể cho mình define kiểu nó luôn. Là mình define một object, ví dụ là object cái type là gì này, x object này đấy mình define được luôn. Ví dụ define một object khác, ví dụ object là object meta này, thì có là vote bao nhiêu, có là favorite bao nhiêu này, cái đây là cái volume là cái này là ấy thôi. Thì đây chính là một cái schema block. Đó, block ví dụ có ví dụ một block thường block mà thì nhiều mọi nó sẽ có title author này, body chính là cái này, body chính là cái phần nội dung content của nó đấy. Tiếp theo là comment, là những cái comment của cái block này đó. Cái meta là cái block nó có những cái bao nhiêu là vote, bao nhiêu là favorite đấy, thì mình sẽ có thể lưu được cái thông tin này và nó define cái này. Thì mình tiến hành khi mình code đó, thì nó sẽ rõ ràng và nó rành mạch hơn và nó có thể làm mối quan hệ nữa. Ok, thì mối quan hệ ok, bạn sĩ anh mở phần quan hệ luôn, quan hệ
Quan hệ. Ví dụ mối quan hệ là cái bài blog hồi nãy đó thuộc về user nào đấy, thì mình có thể sử dụng cái quan hệ đó là public, dùng cái hàm public đây, chính nó có public này, mình có thể dùng cái này để public. Ví dụ như là đây này, ví dụ cái một cái personal này là một người này đúng không, một người có nhiều cái story đúng không, mình sẽ ghi trong này là có một array story này, trong này chứa có cái array gồm có cái id, object id của cái bảng của cái bảng story. Đây là mình sẽ rep vào bảng story là chính nó còn dưới này đấy, nó chính là cái này, nó chính là cái tên cái module này, story đấy. Thì khi vào những rep như này đó thì mình khi mình query cái personal này, mình find cái gì đó mình chấm public cái story đó thì nó sẽ leak hết ra tất cả những thông tin này luôn, nó sẽ lấy được array của những hết toàn bộ thông tin này. Thì đây chính là cái rep, thì đó là một rep. Còn mình có thể rep ngược lại, ví dụ như là cái story này là thuộc về user nào, thuộc về author nào. Thì ví dụ như là có cái story trên Facebook đúng không, nếu có story đúng không, thì hoặc là ấy là cái story, thì cái story thuộc về người nào thì mình có thể là rep theo kiểu này đấy. Mình lưu một cái object đấy, thì khi nó query đây là mối quan hệ một một nha, một một cái story thuộc về một người nào đó, thì khi mình làm như thế nào đó thì làm public cái author này này, thì mình sẽ lấy được cái thông tin của thằng user này luôn, rồi lấy được cái name với s của nó đấy. Đấy tương tự với cái fan fan thì ví dụ như là một story có nhiều cái fan đó, là mình sẽ lên một array đấy. Thì cái phần này nó define như thế này để cho mình public, mình có thể làm được nhiều thứ. Thì đây là cái thư viện nó tiên tiến hơn, nó xịn hơn với thư viện Mongo kia một tí đấy. Thì nó phần sẽ ra thế, thì bài này mình sử dụng Mongo để mình define ra có cái model, thì ra là một cái model này đấy, là schema này đấy, ví dụ product này đấy, product có product của gì đó, user này đấy, đây là có cái define của nó và cái hai của nó là gì để mình biết mình apply vô. Rồi ok, thì đấy về cơ bản là nó là cái mục đích nó sinh ra để làm như vậy. Thì về code cơ bản của nó đó, thì mình vẫn có những cái query đây, thì mình có những query cơ bản như thế này nhé. Đây vì là delete one này, file này, file by day này, file and id and delete này đấy, thì đây nhiều nhiều mấy cái này thì mình có thể xem qua cái document của nó để biết là cái code của mình là sử dụng cái nào. Ví dụ mình khai báo một cái version chấm model, mình khai báo trong cái model đó là cái version này đúng không, đây chính là cái đó, thì mình lấy version này chấm file one này, thì đấy kèm theo điều kiện này thì nó sẽ ra đó, thì là nó sẽ tìm ra người đó đấy. Thì đấy là sẽ model chấm cái mấy cái này, là model chấm với mấy cái method này, thì mình muốn cái gì thì mình sử dụng mấy method này là được, và em thay thế cho cái đó là được. Rồi, ok, cái này em có hướng dẫn nha, em có thể xem lại nhé. Ok, bài 14 này ok nha. Ok, tiếp tục mình sẽ qua cái phần lát tiếp theo nhé. Đây, lát 14.4. Về cơ bản thì mấy cái này logic thì nó sẽ giống như cái bài trước nhé. Mình chỉ thay đổi cái phần thư viện sử dụng với lại là cái database này thôi. Ví dụ như này này, thì là cái schema.file đó, when user gì đó, cái này. Thì về cơ bản nó sẽ giống thôi nha. Cái logic thì giống, sửa lại cái đoạn query với đoạn update trong database thôi là được. Đấy. Ok, và mẫu bài của em nên làm riêng nha, nghĩa là khi code ra bài đó thì mình sẽ giống như thế này nè. Ví dụ khi là mình khi mình code ra một bài đó thì mình sẽ gom nó lại, là để nó copy nó ra lưu nó lại, rồi sau đó mình copy cái bài này để mình làm bài tiếp theo đấy, thì còn nó sẽ còn tên này nhé. Ok, thì em mở thử bài lớp 14 này. Đây đây chính là cái thư viện MongoDB nãy nói này. Chắc nhỏ của em thấy luôn, lại cái engine này nè. Đây ví dụ đây là cái MongoDB này, thư viện mình muốn sang đó, cái đây là chính là cái model này, model thì đây cái báo của nó, schema của nó này đấy. Rồi sau trang này thì mình có thể viết những cái method mình ý là những cái function mình muốn define cũng được, mình sẽ viết user schema chấm method chấm cái tên cái method mình muốn và mình define ra. Thì những chỗ khác mình chỉ cần gọi cái này thôi là được, mình chỉ cần gọi là user đây. Đây mình chỉ cần gọi là user user
và chấm cái này thôi là nó sẽ nhận, là sẽ thực hiện code ở trong này luôn. Đấy, thì mình có thể viết cách như thế này nha, nghĩa là mình xử lý cái logic liên quan đến database đó là nằm trong một cái này, mình sẽ viết luôn trong cái module đấy. Có cái logic liên quan đến database thì mình sẽ viết luôn trong này để cập nhật, để xóa gì đó đấy, hả, cái đó này. Rồi ok. Ok, đấy đấy là cái module này. Rồi. Ok, cái phần này thì cũng tương tự như phần trước thôi. Đấy, cái phần này là connect đến phần này thì bọn em khi mà chạy cái server Mongo dưới đâu nhỉ? Cái chạy Mongo ở dưới dưới local đó có thể bị lỗi đó, ý là nó chạy tống ROM hay là này đó, thì mình có thể sử dụng cái database trên online nha. Thì đây, đây chính là cái database trên online này. Thì mình có thể dùng cái mongo.net này, mongo thôi. Thì em phải lên này để tạo một cái database của mình nha. Ồ, sao trang này nó bị ok đó. Đó. Okay. Mình có thể dùng một cái database này để mình tạo database online, nhưng mình không cần sử dụng nữa, mình tạo mấy cái free thôi. Và để làm thì mình có thể phải tạo và nhớ cái connection của nó sẽ là kiểu như thế này nha. Thì đây chính là cái user, cái này là chính là cái trước không thay đổi này, cái root này là user này, cái này là bắt buộc của cái database của mình này. Tiếp theo đây là cái URL, chính là cái domain đó, cái URL dẫn đến cái database của mình chính là cái này. Tiếp theo shop đó chính là cái tên database mình muốn connect. Rồi thì về cơ bản cái logic của nó thì cũng mấy cái thì cũng sẽ giống như cái bài trước luôn, về cái code thì giống, mình chỉ cần sửa mấy cái này đấy, sửa mấy cái đoạn này thôi, sửa mấy cái đoạn liên quan đến module đấy, mình sửa là sao đấy. Ví dụ product này thì product là module product này, và module product sẽ chứa thêm thông tin này này, thì khi mình muốn file one tìm một cái gì đó thì product file đi theo chấm gen đấy, xem em render ra cái này cũng được. À không, em không thích code kiểu này thì bạn có thể dùng single web cũng được, xin web code cho nó clear, nó đẹp hơn nữa. Mình sẽ xin cái này đi. Đó, rồi sau trong này mình sẽ con stamp product nữa. Bài product chấm file bài đi này. Đấy. Thì nó sẽ ra cái product này. Chấm file đi, web này. Rồi đấy, thì cứ nhắc thôi, mình có thể dùng gen như này nha. Đấy, hoặc là mình có thể dùng product chấm rồi sau mình cầm cái biến product này mình render để làm gì đó thì mình bỏ cái đây đi. Đấy, thì mình return cái này luôn. Return. Đấy, thì nó cũng sẽ tương tự như thế đó. Thì nó sẽ giống như cái nãy thôi, nhưng mà thay vì mình dùng tấm gen này thì mình sẽ dùng ở web cho nó clear với nó đẹp hơn đó. Code đọc dễ hiểu nữa. Nó đã chấm gen chấm két này, này nhiều. Đấy, như nãy nó còn public đúng không? Thì đấy, thì cái này là bọn public này. Public cái cọt đúng không? Đấy, thì mình có thể public qua cái mấy cái này để tìm, để đi tìm thông tin đi theo của thằng product này, thì mình sẽ public qua đấy, thì nó sẽ ra data của cái product trong cái cột này luôn. Đấy, ok, về cơ bản là như thế nhé. Rồi, ok. Ok, tiếp tục cho tới bài phần lab 15 nhé. Yeah, bên đây bài lớp 2 đúng không? Ok. Tiếp theo là cái session đúng không? Bài này đúng không? Ok, đây, lớp 15. Ủa, cái này đâu có lắp đâu. Đúng, ok, làm mới lắp 15, ok. Hôm nay có lắp 15 thì còn qua lắp 16 nhé. Ok,
Ok, bài lớp 16 là bài đăng author. Bây giờ là cái này. Ok. Rồi ok, thì anh nói sơ qua một tí về cái đăng nhập này nè, nó chính là author. Author thì nghĩa là gì? Nghĩa là mình viết cái thằng cái người mà request lên cái server của mình đó là ai. Giống như Facebook đó, ví dụ như em gửi thông tin lên server của nó, khi em dùng format nó, à, khi em dùng cái app Facebook đó em gửi lên, Facebook còn biết em là ai, thì đó chính là cái phần author ở trong cái phần này. Authorize chính là cái cách để mình đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Ok, thì trong này thì nó dùng mình cần phải có cái login. Thì đây, đây chính là cái phần mà mình cần login, login với cái user password. Thì user thì em phải khi tạo password đó phải dùng cái hòm bgrep. Đúng, dùng từ viện bgrep luôn. Thì đây, thì mình mở ra xem từ viện bgrep là gì nhé. Mình xem cách sử dụng của nó. Tại sao mình cần phải mở hóa cái dữ liệu cái bắt buộc lại rồi em xem đó. Ok phần dưới đây thì cái này thì mình sẽ tiến hành là hát nha, hát thì bởi tại sao mình phải 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 hát bắt buộc, bởi vì là giả sử như bắt buộc bọn em lưu đúng không, bọn em sử dụng bắt buộc đúng không, mà lỡ database của em leak ra ngoài đó thì người ta sẽ biết hát bắt buộc của user nào. Bây giờ mình hát là đây thì là không ai biết được cái bắt buộc đó là gì, thì mình chỉ cần check cái này, chỉ mình nó không đổ ngược lợi lực luôn đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà có cái chuỗi mà đã hát rồi đó thì nó sẽ không bao giờ đổ ngược lại luôn được bắt buộc. Đây chính là ưu điểm của cái này. Đấy, thì bây giờ cho dù nó hát được DB đó, nó cũng không bao giờ bắt buộc. Cái này chỉ có so sánh thôi, nghĩa là nó sẽ có một cái chuỗi đã hát đúng không? Đấy, và nó so sánh với một cái bắt buộc. Hai cái này có đúng với nhau không? Có nghĩa là từ cái bắt này ra cái hát cái đã hát này không? Nếu đúng đó, thì là cái đối bắt buộc là đúng. Đó là cái logic check của nó. Thì cái đây giống như là cái nó chỉ có hát như là một chiều thôi, cái là đi từ bắt buộc sang cái hát đó thôi và nó không có chiều ngược lại. Thì mình check đơn giản thôi, mình sẽ lấy một bắt buộc mà người dùng nhập lên, mình check với cái hát trong DB, nếu nó trùng nhau đó, thì cái bắt buộc là đúng vậy thôi đó. Cái logic check là thế. Thì này được hai cái phần nhé, là cái hòm hát này, đây chính là cái hát này, và tạo ra được cái hát mà sẽ lưu trong DB này, người ta bị store nữa chứ, là hát my plan bắt buộc, và cái bắt buộc mà chưa được hát đó là draw đó. Cái set draw này thì anh nhập số được, ví dụ là muốn hát hơn bao lần hay là bao nhiêu lần đó, thì ghi vào. Còn cái mà mình check ngược lại đó thì mình sẽ dùng compare cái bắt buộc rộng với cái hát mà đã lưu trong DB, nếu mà ra true thì đúng, còn ra false thì là sai đấy. Còn đây mình sẽ check use email bắt buộc lại, thì sẽ dùng cái cơ chế như thế để check. Thì trong này thấy cái code này nó dùng này, period.compare này, bắt buộc này, user bắt buộc này đấy. Còn nếu mà if do what là yếu là cái result này trở về là true này, thì mình sẽ tạo cái section request chấm section đi đâu kia mình true, và mình trả cái user về trong cái section đó. Đấy, bài này nó làm là chỉ có section này như này thôi. Rồi, ok, đó là cái phần đó. Cái này là CSRF đúng không? CSRF là gì? Cung cấp phần hợp người dùng, mình sẽ tải xuống tới đây. Bây giờ mình buôn cái tải cái xuống này về nhé. Connect class, class. Ok, class mình mới làm như vậy. Ok, thì bạn này có sử dụng cái thư viện này. Anh cũng không biết cái thư viện này dùng để làm gì. Mình có thể vào đây xem nó để làm gì nào. Connect flight là special area for the session user install. Ok, chắc cái thư viện này để là mình lấy cái giá trị nó ra thôi. Bọn em có thể in lên mình theo giống như cái code này nha. Bạn có thể tham khảo này để hiểu thêm về cái này nha. Cái này chắc là nó lưu cái section thông tin nó vào trong cái bộ nhớ tọa này, nó check đúng không? Ok, bài này cũng có cái hướng dẫn vô đây nha. À, cái bài này giải như thế. Ok, class. Cái này là hai cái để protect, nên là để bảo vệ cái session ở trong
cái ái của mình thôi, thì chắc để bảo vệ thôi. Thì bạn phải tìm cho mình vàng hai cái này thôi là xanh thôi. Rồi, ok. Này, các bạn này có sử dụng cái mình sẽ lưu connection vào trong database luôn nha. Thì mình sẽ sử dụng cái này. Đây, thì session này. Đây, lưu trong cái này. Cái session này là sẽ viện session này nha, express session. Thì khi lưu này thì nó sẽ khi mà tổng session nó sẽ lưu vào trong cái bảng session trong database, và khi mà nó trả cái session ID về, thì khi mà có đúng cái session ID thì nó lấy ra được thôi. Rồi ok, thì bạn này bạn có thể tham khảo cái video đây này để làm nha. Rồi ok, hỏi em cứ hỏi thêm cứ hỏi nha. Ủa, anh ơi, em còn câu hỏi nữa. Đấy là nãy Rồi nói là do từ từ đã xíu. Cái dùm nào nó đâu đâu. Hai nè. Rồi đang xíu nhanh mở lại cái giao diện của nó. Tao xem. Mở từ đoạn tiếng nhanh mở lại cái giao diện. Stop share. Rồi ok. Rồi ok, hỏi em hỏi đây nè. System dạ cookie. dạ dạ cho em hỏi là cái hồi nãy anh nói là do trích sẵn anh thì như này thì cái này là nó là một cái hàng người dùng nó đang đặt hàng thì cái phòng tìm kiếm này đáng lẽ là phải do cái thằng admin tạo ra một cái phòng gì đó xong rồi kiểm tra điều kiện là những cái hàng này có điều kiện hay không, chứ em cũng chưa biết là tại sao phải kiểm tra theo cái hàng này, kiểm tra theo cái hàng cái sàn này Hình như em cái có yêu cầu đó là yêu cầu nâng cao đúng không? Để search đó, search phòng đó là yêu cầu nâng cao đúng em cũng không biết, hình như yêu cầu này hình như bắt buộc hay sao, không 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 không? có nâng cao Tìm khu vực ok đúng không? Số người thời gian muốn đúng ở. rồi, số người văn phòng là em thắc mắc là đáng Thì lẽ là đấy, phải thì có. em thấy cái số dưới không? Trong khoảng thời gian đó khách sạn còn trống phòng hay không? Đúng rồi, dạ, ý là em Được. hỏi là cái đáng lẽ là phải một cái hàng admin nó phải tạo ra những cái phòng đó xong rồi cái hàng người dùng người ta sẽ Rồi. kiểm tra điều kiện dựa Ừ. vào cái hàng admin tạo ra phòng, chứ chưa biết là cái chỗ này là do hàng người dùng đặt Em đặt cái scroll lên đi, em scroll lên đi. Scroll dạ lên. Em scroll scroll lên đi, kéo kéo chuột lên, scroll lên. dạ Rồi đứng đứng đọc với cái một cái trang thọ trong khoảng thời gian đó khách sạn còn phòng trống. Thì ý nghĩa của câu đó nghĩa là gì? Trong khoảng thời gian đó khách sạn còn phòng trống. Đó thì đó. khách Thì cái đó nghĩa là sạn gì? còn trong khoảng thời gian khách sạn còn trống, tức là kiểm tra cái hàng nó có phòng trống hay không anh. Đơn giản nghĩa là như này, nghĩa là trong khoảng thời gian đó cái mình sẽ bỏ hết những cái phòng mà đã được đẹp rồi đúng không, những phòng mà đã được book rồi, được cái user khó book đúng không, Dạ đúng vậy thì nó phải liên quan đến transition là đúng rồi mà, đúng chứ tại sao nó liên quan tới admin? nhưng mà admin nó tạo xong rồi tạo phòng Admin tức khi mà tạo phàn á thì nó sẽ luôn luôn trống đúng không? dạ dạ Lần đầu đúng tiên đúng khi admin tạo phàn sẽ luôn luôn trống đúng không? dạ Nhưng dạ mà đúng giả sử như cái ngày mà em nhập vào đi mà có một người đã book cái phàn đó rồi thì em phải không được trả cái phàn đó về, hiểu chưa? dạ Ừ thì không cái logic của nó là chắc chắn liên quan, thì chắc chắn phải liên quan đến transition rồi. Đúng à không? tức kiểm tra những Thì thằng nào không cái được. đó nó chỉ cái logic nó chỉ liên quan đến cái việc là cái phàn đó được đẹp hay chưa. Mà cái farm đã được đẹp hay chưa thì nó sẽ nằm trong bảng transition, thì thế em bắt buộc em phải check trong bảng transition đúng không, chứ đâu có liên quan gì tới cái bảng room room là cái bảng room mà admin tạo ra. À đúng đúng rồi. Tức Thì là đó kiểm tra cái những cái hàng mà khách hàng gì đúng rồi, kiểm tra những cái hàng user mà đã tạo là đã đăng ký những cái phòng này, xong mình lọc cho những cái hàng nào không liên quan tới, thì những cái phòng trống còn lại là đó là những cái phòng còn trống đúng không ờ đúng rồi, anh? những cái phần này chưa Chưa bị bị đặt đặt thì dạ là phòng trống đấy, cái logic đó chắc là khó đó, thì em có à dạ em hiểu rồi cái rồi check rồi từ em từ thôi là nó sẽ ra được thôi, là mình dạ phải thấy tất cả các transaction mà đã được book yeah. được chưa, Dạ
Ok Rồi tiếp nè. theo đó là em phải tiến hành là filter hết ra những cái file mà đã đạt, nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà đã đạt á, nó nằm nằm trong cái khoảng thời gian mà user search. Ví dụ như khoảng người ta ở là từ ngày 5 đến ngày 10 đi. Ví dụ Dạ người ta ở ngày 5 đến ngày 10 đi, mà user search từ cái ngày 1 đến ngày 7 thôi, thì là cũng sẽ bị cái phần nó cũng sẽ bị loại ra luôn, hiểu không? Nghĩa là nó nằm ở lô đó, nhà này là bị loại này, lại cũng bị loại này, vẫn ai cũng bị loại này, có nghĩa là chỉ cần một trong hai cái ngày mà nằm trong cái khóa mới sợ đó thì cái phần nó sẽ bị loại luôn. à vâng Đấy, vâng cái logic chỗ đó check là như vậy. Thì em có thể là click hết ra phần ra rồi sau đó so sánh là được, click hết transition ra rồi so sánh là nếu nó bị như này này cũng bị này, dưới này cũng bị và dưới này cũng ok bị, đấy ba cái khoản nó đều bị hết. dạ Để tiến dạ hành dạ loại loại xóa cái đạt là đánh disable cái random method để trả về UI, để UI nó disable để nó không cho chọn cũng được. à vâng. Ừ. Ok em hiểu rồi. Dạ dạ Rồi dạ ok. cảm ơn. Còn ơi, em có thể share màn hình đi. Em đang nhập từ phone end mà không có. Thì cái này em đang đăng nhập từ front end, nhưng mà cái session này nó không ra kết quả, nó chỉ có mỗi cookie như này. Nhưng mà nếu mà mình mà sử dụng mỗi back end không thì nó sẽ ra là như thế, nó sẽ ra nếu mà mình sử dụng mỗi back end không thì nó sẽ ra được kết quả. À đúng rồi, cái này đúng rồi, nó liên quan đến cái mà. Đúng rồi, không cần để mua đâu, đúng rồi đấy. Vâng. Thì cái bài này đến xem thế nào. Bài này em làm á thì em không cần làm React nha. Không phải làm không phải làm rách nữa à, vâng. Bởi vì hai cái đó hai domain khác nhau rồi, em hiểu không? Bản chất hai cái đó là em đang trên hai cái domain khác nhau đúng không? Cái frontend là Vâng. cái domain là 7.000 đúng không? Cái backend là 7.000 và cái frontend là 3.000 đi. Thì Vâng. là cái session nó chỉ nằm ở trên cái 7.000 thôi, nó chỉ nằm nó thuộc về cái request nằm trên 7.000 nữa. Vâng. Thì nên thành ra là nó lưu xuống thì nó vừa lưu ở trong cái session của cái trình duyệt nó vừa lưu được. Còn không á, em muốn làm React á, thì em phải tiến hành là get cái session từ cái localhost 7.000 ra. Rồi sao em lưu vào cái section của cái trình duyệt hiện tại. Rồi mỗi lần mà gửi lên nó thì em phải lái trong cái session nó ra và em kèm theo cái nó, hiểu không? Phải Thì mới có nghĩa là phải xem cả ở section của cái graph hiện tại của mình nữa nhỉ. nói chung là phải lái cái session ở trong cái backend URL của backend về, em phải lưu cái session nó vào trong cái frontend. Em có thể lưu ở, một là lưu ở session này, hai là lưu ở local storage cũng được. Rồi sau đó mỗi lần mà em gọi API lên nó, em phải bóc cái session đã được lưu nó ra kèm trong cái header và em gửi lên lại thì nó tiến hành valid được, hiểu không? Cái section của frontend thì làm như thế nào? Session frontend thì em phải bạch ra đấy, ví dụ kết quả nó trả về là, ví dụ cái request nó Nó trả về có cái là phần mềm riêng không ạ? Hay là mình lại tự làm lên cái này anh không chắc nha, có thể là chắc là tự làm ấy. phải tự làm lên à? Vâng. Cái đó cũng dễ thôi mà, em get cái session ra rồi em lưu lưu trong local storage, mỗi lần gọi API thì lái cái session nó ra rồi kèm trong cái header của Vâng. cái request là sự gửi lên thì nó sẽ nhận được. Vâng ạ. Ừ. À, Mà em theo cái bài này em không cần làm React ra, em làm cái gì đây, cái ạ. NGINX cũng được cho nó Vâng. dễ và nó đúng cái luồng. Thật ra nếu mà người ta dùng session người ta không không không, không có làm khóc domain đâu, nếu mà khóc domain người ta sẽ dùng GWT token nhé. Vâng. Ừ. Vâng, em cảm ơn. Rồi, ok em. Cái phần này hơi khó, em cũng từ từ làm từ từ cũng được. Nếu mà muốn làm React thì hơi khó, nó từ từ thôi. Vâng. Em có thể Google, nghĩa là get session from React. Đấy, thì nó sẽ có thôi. Hoặc là lưu token from React Node.js gì đấy. Express token, bảo thêm cái từ khóa đó không? Express token. Get Express token from React. Đấy, thì nó sẽ có hướng dẫn thôi. Thì em có thể làm hoặc là làm cái kia cũng được, không cần phải làm cái này nữa. Ok, cái đó em research thêm thôi nha. Vâng, em Làm không cảm ơn. được thì research thêm cái từ khóa nữa đó. Get Express Session from React. Đấy, kiểu thế. Thì nó sẽ có hướng dẫn cốt não. Để mình thân khó. Đấy.
Receive Precession ID from React App nha. Cái lần tiên em đọc thử nó có ra hay không. Anh thêm Vâng. sản phẩm nhiều hơn nữa. Vâng Ok, được rồi nhé. ạ. Vâng, cảm ơn mình. Dạ. Rồi, ok. Chắc hôm nay mình đến đây thôi nhé. Bọn này còn câu hỏi nữa không à? Nếu thì cắm tiền. Bạn này học viên mới à? Ok, nếu mà không có bọn nó có hỏi thì hôm nay mình sẽ phép out sớm nhé. Ok, bye bye mọi người. Dạ em cảm ơn mentor ạ.